hai người nói đó, rất là chính xác. Là chính xác. Đây mới đúng là tính cách của mày nè Phan. Bây giờ nhìn hai người bình thường như vậy á, nhưng mà rất là vui. Giờ đến bây giờ mình mới tin chuyện hai người quen nhau là có thật. Nhìn hai bạn như vậy thiệt là làm mình ngưỡng mộ quá đi. Thiệt là chín chắn, thiệt là đẹp đôi quá mà. Cái thằng nhiều chuyện, cứ phải suy nghĩ khác người mới được nữa. Nhưng mà đó là suy nghĩ đúng, phải không? Sai bét. Chú ba. Chào hai cháu. Trời ơi, sao nay hai cháu về trễ quá vậy? Ủa, đâu có đâu chú ba. Hôm nay tụi con về sớm hơn mọi ngày mà. Sớm cái gì sớm, chờ nãy giờ để chú nói với một nghe một chuyện mà. Đúng rồi đó chú, hôm nay tụi cháu được nghỉ tới cuối mà. Mà có chuyện gì không? Con nghi quá à nha. Này, đứa bay còn giận nhiều chuyện ghê. Tao mới hỏi con câu mà tụi bay nói nguyên một la phanh luôn. Hồi nãy định nói, bây giờ thấy tụi bay nhiều chuyện quá, giờ không muốn nói nữa. Ủa chú. Thôi, chú ba không nói thì thôi, tụi mình lên nhà đi. Con thằng quỷ. Trời ơi, hồi nãy mắt nói muốn chết luôn. Kêu tụi bay nghe, tụi bay không nghe, bây giờ tụi bay không chịu nghe là tao nói cho ai nghe. Tao nói luôn. Một sáng này có một người mặc đồ vest đen, đeo kiếm đen tới tìm gặp một người. Tìm ai? Tìm ai chú? Cháu chứ tìm ai? Tìm cháu hả? Nhìn cái mặt ông này á, chú ba nghi gian xảo lắm. Cái gì? Mặc đồ đen, đeo kính đen. Ừ, đen hết luôn. Lại còn gian xảo nữa. Chú bà, chú đừng có giỡn nữa. Cháu có liên quan gì đến xã hội đen đâu. Chú đừng có hù cháu, cháu không dám ra đường á. Mày lúc nào cũng vậy hết trơn, hù hù cái gì? Tao nói thiệt luôn á, ổng còn nói câu này mới ghê nè. Ổng còn nói ổng là bạn thân của ba cháu nữa mới ghê chứ. Ghê chưa? Nè, còn kêu chú nè, chỉ tới trường của cháu luôn. Chú khoan khoan. Bạn thân hả? Ủa sao con thấy giống cái vụ của dì Liễu quá vậy? Chú đừng có tin nha. Trời ơi, làm sao mà qua mắt chú được? Chú dễ tin lắm hả? Bị một lần thôi, vụ bà Liễu đó là chú rút kinh nghiệm rồi, không có cửa mà qua mặt chú lần nữa đâu. Chú làm vậy là đúng rồi đó. Chứ hả, không thôi là rắc rối lắm. Trời con ơi, nè. Ông còn xạo với chú ba nè. Ông còn nói là kêu ở chỉ trường của con nè, rồi chỉ số nhà con. Chú đâu có chỉ. Trời ơi, làm sao mà qua mặt chú được? Chú làm như vậy là sai rồi. Sao vậy? Đáng lẽ chú phải cho số điện thoại của cháu, hoặc là hỏi số điện thoại của người ta. Lỡ đâu đó là bạn của ba cháu thì họ biết tin tức của ba cháu thì sao? Thôi, lần sau á, nhất định người ta sẽ tìm nữa. Mà lần đó chú nhớ hỏi số điện thoại cho cháu nha. Chú ba. Ừ. Chú nhớ rồi. Dạ. Sao mình sai sót cái điều này ta? Biết đâu là ông đó là bạn thân của ba nó thì sao? Vậy là ông đó là bạn ba mình thì sao? Có thật không vậy ta? Sao má mình không chịu kể gì về bên nội hết được? Phan! Hả? Gì? Có chuyện gì mà lên đây gấp vậy? Chuyện ông chú, bạn của ba Phan đó. Sao? Chuyện gì? Tôi nghi lắm nha. Không phải chú chiết bạn bè gì đâu. Sao? Bộ Uyên thấy vậy hả? Vậy theo Uyên là gì? Trời, thì là bạn trai của má Phan với lại. Bảy. Phan không tin thì thôi, nhưng mà Uyên chắc chắn là như vậy. Phan dám cá với Uyên không? Phan có nhớ hôm bữa mà hả, cuộc gọi tin nhắn cô Hằng lật đật xóa liền luôn hả? Mờ ám lắm á. Có phải thật không ta? Thật chứ sao không? Phan sắp có bà dượng rồi nha. Đi. Nó bậy không à, đi về đi. Đi về đi. Đứng lên đi về nhanh. Đi về. Đồ vô duyên. Đi về.
phải cái gì ta. Ba, con nghĩ như vậy có đúng không ba? Cô Hằng có bạn trai đó. Có thể đúng mà cũng có thể không. Là sao? Mình con có thử nghĩ coi. Cái chuyện này giống như là chuyện gì Liễu lần trước đã từng làm. Cô Hằng á, thừa biết tụi con sẽ phản ứng như vậy. Không có dạy gì mà kêu bạn trai mình làm như vậy đâu. Ai biết đâu được. Lỡ như á, cô Hằng không có muốn cho tụi con biết, cô Hằng muốn giấu. Còn người đàn ông kia thì lại muốn cho tụi con biết, muốn tìm hiểu Phan. Thì tự tìm cách một mình chứ làm sao. Thì mặc kệ người ta. Chuyện này chuyện cô Hằng với lại thằng Phan. Khi nào cần thiết con hãy lên tiếng, đừng có xen vào chuyện riêng của người ta vậy. Không có nên đâu. Cần thiết chứ sao không cần thiết ba. Con với lại Phan đó là bạn bè thân thiết mà. Bạn bè thân hay là bạn ba này. Đã con nói là hai đứa tạm dừng lại. Nếu mà dần được hai đứa là hay đó quá à. Hay ăn đi ba. Ừ. Dễ vừa dễ thương nè, vừa vui vẻ nè. Đâu có gì đâu. Con còn đang nghĩ liệu có một ngày, có một chú đến nói là bạn thân của ba, lại còn quan tâm chăm sóc cho má con mình nữa. Không biết đến ngày đó thì là chắc là vui lắm á ha. Vui gì đâu mà vui. Suy nghĩ lung tung không à. Không có chú nào hết trơn á. Má không cần ai hết. Trên đời này nè, má chỉ cần một mình con trai của má thôi, hiểu chưa? Nhưng mà lỡ ba cũng có bạn thân thiệt thì sao? Không có đâu con ơi. Đâu có bạn thân gì đâu. Họ dựng chuyện lên thôi. Thực sự ra thì hai người đó quen nhau từ lâu rồi. Hồi trước mới nói là không có ai đâu. Sao bây giờ lại có? Má nói là chỉ cần hai má con mình thôi, không cần ai hết. Giờ là sao ta? À, má, sao hôm nay má được nghỉ sớm mà? Sao má về trễ vậy? Tại vì Sương kẹt công chuyện nên má ở lại làm giùm chị chút xíu. Thôi, má đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Ừ, má đi tắm nha. Má, hôm nay có chuyện lạ lắm, con kể má nghe. Thôi nha, con đó nha, là không được tiếp xúc với người lạ, rõ chưa? Chứ ba mới kể cho má nghe rồi. Không, con nên nhớ như nè, ba con không có một người bạn thân nào hết á nha. Đừng có tin người ta, không được đi gặp người ta nghe không? Ừ, chú ba nói hết cho má nghe hả? Ừ, chú ba nói cho má nghe hết rồi. Trời ơi con ơi, bây giờ người xấu ở khắp mọi nơi, con phải cẩn thận nha. Nè, nãy má vô thì con khóa cửa. Mọi lúc mọi nơi, bây giờ mình phải khóa cửa, cẩn thận nha không? Má thực sự không biết người đàn ông đó là ai hả? Ừ, không biết, con cũng vậy luôn. Không được, nhưng mà dù sao người ta tốt hay xấu, con cũng phải biết người đó là ai chứ. Má nói là má không biết và má cũng không cần biết, và con cũng vậy. Thôi, má chạy đi. Nếu mà con muốn suy nghĩ đơn giản ha, thì con cứ nghĩ họ là, con nghĩ họ là một kẻ bắt cóc, ha, một kẻ tống tiền, đúng không? Họ thấy là má là có một mình con thôi, nên má cưng con, thấy không? Họ mới bắt cóc con để tống tiền lại má. Đúng không? Trời ơi, nguy hiểm lắm con ơi, không được đâu nha. Con bây giờ phải giữ gìn bản thân mình, đúng không? Đó, con chừng phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, bắt cóc bây giờ nhiều lắm nha. Bá. Gì? Bá nhìn con nè, cao lớn vậy rồi, ai mà bắt cóc được con? Nè, đó. Bá thấy chưa, con không bắt cóc người ta thì thôi á. Thôi đi anh ơi, bây giờ chuyện xui nó ập đến hồi nào sao mà biết được, đúng không? Nghe lời má cảnh giác là được rồi. Đi vô lấy cho má mấy công khóa, má khóa cửa lại đi nhanh lên. Thôi má đi tắm đi để con khóa cho. Chính tay má khóa má mới yên tâm nha. Đi nhanh 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 đi. Dạ. Đi gom cặp đi ha. Pa 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 pa.
hai đứa dừng lại, hai đứa dừng lại, hai đứa dừng lại. Dừng lại. Ủa? Chuyện gì vậy chú ba? Ủa, con tưởng má đi làm sớm rồi. À, không có, má xuống sớm để bàn công chuyện với chú ba. Giờ để chú ba nói chuyện lại với con nghe. Bây giờ hai cháu trong thời gian này phải đoàn kết, phải không? Bảo vệ lẫn nhau khi gặp chuyện bất chắc xảy ra, hiểu chưa? Nghe không? Là sao? Là sao hả? Thời gian này chú ba không có thời gian để giải thích đâu. Bây giờ hai cháu phải đoàn kết bảo vệ lẫn nhau, hiểu chưa? Làm theo lời chú ba, hiểu chưa? Dạ. Đây, chú ba chuẩn bị sẵn. Không phải. Trời ơi, cái quẹ. Đây, con cầm cái còi này. Cái còi? Ủa, cầm cái còi này đi học gì á chú? Con biết thổi không? Không, ý lộn giờ biết. Thổi thử chú ba nghe coi. Nhưng mà sao, thổi đại với con thử nghe thôi. Thổi đi. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Đó, đó. Vậy được nha, mai mốt thổi lớn hơn, càng lớn càng tốt nha con. Đó, nha. Chính xác. Thổi lớn lên, thấy không? Trời ơi, theo như kinh nghiệm xương máu của chú ba, là khi bọn xấu nó tới, nó tấn công á, thì Nguyên thổi lên, thì nó sẽ giãn ra, mọi người sẽ đến ứng cứu, hiểu chưa? Ờ, tấn công ai vậy? Tấn công con, chứ tấn công ai đó. Cái gì? Sao lại tấn công con? Đúng rồi, ai tấn công Phan à? Trời ơi, bây giờ má nó nói cho con nghe, bây giờ con nằm ở trong tình trạng gọi là nguy hiểm, con được bảo vệ, hiểu không? Đang hiểu được, giải thích tiếp đi. Nghĩa là bây giờ con nằm trong cái vùng nguy hiểm, bọn xấu sẽ bắt cóc con bất cứ lúc nào, con hiểu chưa? Đó, lúc đó mà khi mà con bị sự cố gì đó là con Nguyên sẽ cầm cái còi để thổi lên, thì mọi người sẽ ứng cứu, hiểu chưa? Thôi thôi, má, vậy chú ba, thôi đi, hai người rảnh ghê luôn á, cứ ngồi đó suy diễn lung tung, cứ ở đây chắc cũng chết luôn á. Thôi đi học đi Uyên. Ê, khoan đã hay con. Trời ơi, còn này nữa nè. Gì nữa má? Ủa, ủa thứ hai. Hả? Ừ, chi vậy con? Ừ, mấy đứa này nó chậm tiêu quá. Có chi cái gì? Khi mà bọn xấu tới nó bắt cóc con á, nó hãm hại con cái gì đó, thì con Nguyên cầm cái còi thổi lên. Đó là phương án 1. Nếu mà bọn cướp á, bọn mà xấu á, mà nó không chịu giang ra, thì đây, con dùng cái này. Đúng rồi. Kế hoạch 2. Con vô mặt nó. Con vô mặt nó nha. Rồi nó sẽ không thấy đường, con chạy, hiểu chưa? Đơn giản vậy thôi, đúng không? Mày phương án 1, mày phương án 2, hiểu chưa? Đó là cái cách tự bảo vệ mình đó, hai con hiểu không? Không con á. Hiểu không? Cầm cái giải hiểu rồi. Thôi, hiểu rồi, đi học đi, để trễ. Đi. Đó nha, đi. Chào má, chào chú ba, con đi học. Đi mấy con, đi. Cẩn thận nha con. Cảnh giác là trên hết nghe chưa? Các em học rất tốt, càng phát huy tinh thần xung phong như buổi hôm nay, chúng ta cần phải giữ được không khí học tập này. Thôi, chúng ta nghỉ. Cái gì? Xin lỗi các em, thầy cần có một chút chuyện. Dạ, thầy ơi. Trật tự. Phan nè. Dạ. Gia đình vừa gọi cho thầy, nhờ thầy nhắc em là chiều nay đi học về là về nhà nha. Dạ, em biết, cảm ơn thầy. Thôi, chào các em. Có chuyện gì vậy Phan? Tao đâu có biết đâu. Không có gì đâu. Ê bạn ơi, chiều nay mình ghé nhà ai vậy ta? Ở lại bàn đi. Chuyện quan trọng lắm nha. Chắc chắn là không phải tự nhiên mà cô Hằng với chú Hùng á tỏ ra lo lắng gì đâu. Mà lạ lắm nha. Giống như là bắt cóc thằng Phan gì đó. Phan đó giống như là con tăng nhóm mặt cái A nào kia đó. ý mình nói là Phan là người quan trọng chứ mới có người tình cảm. Phan quan trọng kêu rồi mà không im à? Làm hết hồn mà sao vậy? Vậy có cần lấy cái còi ra thổi không? Ê thôi về bắt cái còi đó đi. Điên khùng. Ủa đâu rồi ta? Mới thấy đây mà. Nè, mấy bạn đang làm trò gì vậy hả?
Hả? Cái bà đang đi đâu? Thì tụi này muốn hộ tống Phan Diệu Học Đại thôi mà. Tại tụi này lo lắng cho Phan chứ bộ. Đúng rồi đó. Mấy bạn tốt quá à. Tụi mình tính hết rồi. Từ nay mỗi ngày á, tụi mình sẽ đưa Phan đi cho đỡ lo. Đúng rồi đó. Cái này cũng là một cách hay á. Hay là để cho mấy bạn. Hay cái gì mà hay? Các bạn á, coi tôi là con nít 3 tuổi thiệt hả? Nhưng mà mọi chuyện chưa có rõ ràng mà. Sao mà tụi này để cho Phan đi một mình được? Trời ơi, các bạn mà cũng tin cái chuyện tôi sẽ bị bắt cóc hả? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi nghĩ má tôi đang đánh lừa các bạn á. Đánh lừa? Đánh lừa cái gì mà đánh lừa? Phan nghĩ coi, cái người đàn ông lại tìm Phan á là ai chứ? Mình nghĩ đó là bạn trai của má mình. Bạn trai? Thì là má đang đánh lừa bọn mình để mình nghĩ về vấn đề khác. Này các bạn, nghĩ gì giúp mình đi chứ? Cách thì có ngay mà. Cách gì ông Hoàng? Thì là ngày mai. Ngày mai nhất định sẽ có. Phải để cho Hoàng có thời gian suy nghĩ chứ. Thôi, về đi. Các bạn không cần đưa đâu. Thôi mà Phan, để cho tụi này đưa mày về một lần thôi. Một ngày thôi cũng được. Đúng rồi đó. Đúng một rồi, lần thôi. Thôi được rồi, được rồi. Phiền quá. Đi. Ủa, con hả? Trời, con đi đâu mà má gọi điện thoại cho con hoài không được vậy? Dạ, con tập thể dục trên sân thượng. Sao không mang theo điện thoại? Làm má lo muốn chết luôn à. Lần sau đi đâu phải mang điện thoại chưa? Con nhớ rồi. Thôi đi vô đi. Phan à, bây giờ á đi đâu làm cái gì rảnh ra một cái là con nhắn tin báo cho má biết nghe chưa, cho má yên tâm nghe không. Rồi má sẽ đưa thêm cái tiền cạc điện thoại cho con nha. Trời ơi, 5-10 phút nhắn cho má một lần cũng được. Má làm con cảm thấy mệt mỏi quá. Trời ơi, con mệt không bằng má đâu Phan à. Con thương má đi Phan. Mà còn chuyện này nữa, tại sao má gọi điện đến trường con, nhờ thầy cô con nhắc nhở là sao? Má không ở trường con được nên má phải nhờ mọi người chăm sóc con. Như vậy con sẽ an toàn hơn. An toàn cái gì chứ? Bây giờ hả, bạn bè con, đứa nào đứa nấy cũng coi con là con nít, là một đứa bệnh hoạn, yếu đuối, cần phải được bảo vệ, che chở. Con cũng thích như vậy đâu. Má biết vậy. Má có một mình con à. Con có bề gì sao má sống nổi Phan? Phan à, thôi con không thích vậy thì từ từ má tính. Nếu không vì con đang sống tốt á và học tốt ở đây á, là má chuyển nhà đi rồi. Không được, con không đi đâu hết, má cũng đừng đi đâu nữa. Thì mình không có đi, nhưng mà thôi vậy đi, để má vô sở làm á, rồi má xin là má đổi ca, rồi cái má ở nhà ban ngày để đưa con đi học được không? Trời ơi, má làm như vậy á thì bạn bè con nó cười vô mặt con. Nếu mà má làm vậy, con sẽ nghỉ học. Thôi được rồi mà Phan, từ từ má tính cách khác ha. Coi con, thấy số lạ đừng có bắt nha. Thấy số lạ đừng có bắt nha. Số lạ? Đừng bắt. Alo, sao? Cần gặp tôi có chuyện gì? Ngay bây giờ hả?
định bắt cóc tôi đúng không? Được, tôi sẽ đến cho mà bắt. Đúng, chúng ta cần gặp nhau để giải quyết chuyện này dứt điểm luôn, ngay trong ngày hôm nay. Trời ơi Phan ơi, đừng có đi con ơi. Người ta mà bắt cóc con qua nước ngoài làm sao mà má qua bên đó để mà mang con về được Phan ơi. Đừng đi con nha, nha. Má. Hả? Thằng Hoàng. Hoàng nào mà Hoàng, nghe rõ ràng cần dứt điểm gì hôm nay đó. Thằng Hoàng thiệt mà, thôi con đi tắm đây. Nếu là thằng Hoàng thì cho má coi số điện thoại đi. Là thằng Hoàng, nó nói tới tận chung cư để đón con. Tụi con đi một chút là về thôi mà. Đâu, cuộc gọi đến đâu. Số thằng Hoàng. Con đi tắm nha. Nè, mà trời gần tối rồi đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm. Thôi cho má đi theo đi. Tụi con đi chơi, má đi theo làm gì? Thì đi chơi theo, được không? Không, tụi con đi vòng rồi về. Mà có cả Uyên nữa, má yên tâm ha. Thôi con đi tắm đây. Thằng này, nó làm cho con Uyên là vệ sĩ của nó, biểu mình yên tâm. Sao rồi? Dơ quá à. Khoan, Thúy đã nghĩ ra cách gì giúp mình chưa? Ai sẽ là người nói trước đây? Thúy, để Thúy nói trước cho. Nói gì? Mình suy nghĩ kỹ rồi, đây sẽ là một cách rất là hay khiến cho cô Hằng sẽ phải khai ra sự thật từ người đàn ông ấy. Nói đi. Là cách gì? Bạn về nhà. Vô. Ba. Vô. Ông say, ông về. Cô. Hả hả? Gì con? Cô nói thiệt cho tụi con biết người đàn ông đó là ai? Nói đi cô. Thôi, mấy đứa còn nhỏ nghe mấy chuyện đã làm gì. Thôi cô ơi, con muốn nói gì thôi, con cũng biết cô làm gì. Không, trời ơi, ta nói là không có giấu giếm mấy đứa để làm cái gì. Nói ra thì cũng được thôi. Nhưng mà kẹt một cái là mỗi lần nói ra trong lòng của mình nó mủn ngang trăm mối. Đúng rồi, người đàn ông đó đó đi ngang qua cuộc đời của cô giống như là cơn chết phải không cô? Không, người đó không thể là gió thoảng được đâu. Người đó là một cơn cuồng phong bão tố. Trời lắm cô. Đừng nghe cái nền nghiệp thôi là nghe muốn té xỉu liền. Đại ca trong giới giang hồ. Giang hồ. Đúng rồi, tên của người đó là cái gì con biết không? Nguyễn Trần Phi Hoàng. Vô gì? Tự nhiên nói tên mình làm sao?